Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với kênh Kiến Thức Thủy Sinh. Hôm nay là chủ nhật 15 tháng 9 năm 2024 và hiện tại mình đang có mặt tại VNAC 2024, viết tắt là Vietnam Nature Aqua Contest. Đây là cuộc thi dành cho những anh em đam mê setup layout hồ thủy sinh và hôm nay đang diễn ra vòng chung kết. Anh em hãy cùng mình dạo một vòng xem sự kiện năm nay có gì hay. Đây là khu vực trưng bày rất nhiều cúp và kỷ niệm chương dành cho những anh em tham dự cuộc thi setup hồ thủy sinh năm nay. Mọi người sẽ trực tiếp nhìn tận mắt các cúp hạng nhất, nhì thế giới ở các cuộc thi lớn như IAPLC hoặc là KIAC. Đi sâu vào bên trong sẽ là khu vực bày bán của các shop, cửa hàng, phụ kiện thủy sinh với rất nhiều phần quà hấp dẫn khi anh em tới check-in nha. Gian hàng này có rất nhiều những mẫu layout thủy sinh cực kỳ dễ thương, ví dụ như sân bóng chày trong bộ truyện hoạt hình nổi tiếng Doraemon này cả nhà. Còn đây là một chiếc hồ cá biển với đàn nê ong đang bơi lượn tung tăng. Mình cũng thích lắm, chắc trong tương lai phải thử set up một hồ cá biển xem sao. Sự kiện năm nay ngoài các cô chú anh chị bác lớn tuổi, mình còn thấy có bóng dáng của các em nhỏ nè. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, nhưng mình nghe thông tin từ ban tổ chức thì 4 giờ mới bắt đầu chấm giải. Anh em vẫn còn đang miệt mài set up layout hồ thủy sinh nè. Khi tới tham dự, anh em check-in sẽ được nhận một số những cái phần quà từ những gian hàng ở đây. Ví dụ như mình được nhận phần quà từ Koi Ca. Nghe giới thiệu thì đây là men vi sinh để thả vào trong hồ cá. Cái này nó là dạng bột hay là cái gì anh? Cái này sản phẩm mới là của bên em là dạng viên. À, trực tiếp xuống nền luôn. Dán xuống dưới, dưới nền luôn, xong nó tỏa tan từ từ. Đúng rồi, nó sẽ tan từ từ. Còn bên đây là gian hàng dành cho những anh em nào đam mê thiết kế hồ theo dạng biotope, kiểu như là rừng rậm Amazon ấy, mờ mờ ảo ảo. Mê quá nên mình quyết định mua thử một combo về setup hồ ở nhà xem sao. Hồ ở nhà bỏ bê cũng lâu, bây giờ thử setup dạng layout biotope xem nó có ảo như mình tưởng không. Còn đây là những sản phẩm quá quen thuộc với những anh em đã chơi thủy sinh lâu năm,
đó chính là bộ combo đến từ Nufa. Ở đây mình thấy nó có hai cái combo anh. Yeah. Bên đây là có chai xanh lá cây nhạt, với lại chai, bên đây là chai xanh dương. Yeah. Thì nó có khác gì nhau không? À, khác nhau về về cái nồng độ và liều lượng đó bạn. À, tại vì trước giờ mình cũng có xài sản phẩm của bên đây nhiều lắm, mình xài là cái chai kích rêu với lại cái chai diệt rêu màu xanh dương rồi nè. Yeah. Thì giờ mình thấy nó có thêm cái chai chai xanh dương này là diệt rêu đúng không? Đúng rồi, nó là chai diệt rêu hài và nó diệt mạnh nhất là thằng chùm đen. Còn cái đen. Chai này thì nó diệt mạnh nhất là thằng tóc. À, rêu tóc. Cả hai chai đều có thể diệt được tất cả mọi loại rêu hết, tùy vào cách mình sử dụng như thế nào thôi. À, ok. Là ví dụ như là hồ bị cái rêu chùm đen á thì mình sẽ lấy cái này mình bơm. Đúng rồi, đây có cách hướng dẫn sử dụng. À, okay. Cách hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Ok. Vậy là mình đã dạo qua một vòng của cuộc thi VNAC 2024. Nếu yêu thích, đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.